Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hương Yên chung tay cải cách hành chính nhà nước của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tỉnh Hương Yên đã khai trương trung tâm điều hành thông minh IoC, được coi là bộ não số của tỉnh, tạo nền tảng cho chuyển đổi số nhanh và toàn diện, phục vụ đắc lực trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền. Quý vị có muốn biết trung tâm điều hành thông minh hoạt động như thế nào và mang lại hiệu quả ra sao? Tất cả sẽ có trong tiểu mục chung tay cải cách hành chính với chủ đề trung tâm điều hành thông minh bước đột phá trong xây dựng chính quyền số. Nếu quý vị vẫn còn đang chưa biết về thủ tục đăng ký cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể phải thực hiện ra sao, mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục hỏi đáp thủ tục hành chính. Trước tiên sẽ là thông tin cập nhật về tình hình cải cách hành chính. Vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh ban hành quyết định số 05 về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Số điện thoại 02213 515 668. Ban Nội chính tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh là đầu mối tiếp nhận xử lý thông tin đến đường dây nóng. Tổ chức cá nhân phản ánh phải nêu rõ thời gian, địa điểm, đối tượng thông tin phản ánh, đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Ban Nội chính tỉnh ủy có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết xin ý kiến của thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh không quá 7 ngày làm việc. Trong thời hạn 30 ngày, cơ quan được giao xem xét, giải quyết phải báo cáo kết quả về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. Đến nay, cả nước đã sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, qua đó giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã, giảm hơn 400 cơ quan ở cấp huyện, hơn 3.400 cơ quan ở cấp xã, tinh giản biên chế 360 cán bộ công chức cấp huyện, hơn 6.600 cán bộ công chức cấp xã, giảm chi ngân sách nhà nước khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính đã góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Thực hiện kết luận số 48 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thực hiện rà soát và lập báo cáo gửi về Bộ Nội vụ. Theo đó, có 22 đơn vị hành chính cấp xã dự kiến phải sáp nhập. Ủy ban Nhân dân tỉnh đăng ký thời gian dự kiến trình hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 gửi Bộ Nội vụ trong tháng 5 năm 2024. Vừa qua, Văn phòng Chính phủ tổ chức trực tuyến phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Phiên họp đã công bố quyết định thành lập tổ công tác gồm 15 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ ngành địa phương, chỉ đạo xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Thời gian tới, tổ công tác sẽ thực hiện rà soát ít nhất 50% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh phát triển công nghệ thông tin. Trong đó, Trung tâm Điều hành Thông minh IoC đi vào hoạt động là một mục tiêu quan trọng nhằm phục vụ sự chỉ đạo điều hành của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Người dân khi có ý kiến phản ánh thông qua tổng đài và ứng dụng thông minh 1022 Hưng Yên, từ đó sẽ kết nối trực tiếp về Trung tâm Điều hành Thông minh IOC. Tại đây, tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, việc giám sát tình hình xử lý hồ sơ có thể được theo dõi một cách dễ dàng. Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Hưng Yên được xây dựng trên các phiên bản trình duyệt web và app mobile cho các hệ điều hành di động phổ biến như iOS, Android, dựa trên các phần mềm nền tảng và tuân thủ theo tiêu chí kỹ thuật, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các dữ liệu được tích hợp theo phương án là các sở ngành họ cung cấp trực tiếp theo thông qua cái mô hình chính quyền số version 2.0 và đồng thời là tích hợp qua cái trục liên thông dữ liệu nội tỉnh LGSP, thì cái việc đấy là sẽ được định kỳ trước 8 giờ sáng hàng ngày, thì tất cả nhân sự của Trung tâm Điều hành Thông minh IoC phối hợp với cả các chuyên gia của sở ngành sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo dữ liệu là được đầy đủ ở tại Trung tâm Điều hành Thông minh IoC. IoC hiện được kết nối trực tiếp với Trung tâm Dữ liệu của tỉnh, hệ thống camera thông minh tại Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh, các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành
thực hiện tổng hợp và phân tích các dữ liệu từ các sở ban ngành và vận hành 9 dịch vụ giám sát thông minh để giúp các lãnh đạo giám sát trực quan chỉ tiêu kinh tế, xã hội, văn bản điều hành, thủ tục hành chính và công việc của các cán bộ, công chức, viên chức trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, mạng xã hội, an toàn, an ninh thông tin. Thông qua trung tâm IOC, lãnh đạo cũng sẽ giám sát được sự tương tác của người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, cũng như biết được cách thức giải quyết các vướng mắc của từng bộ phận đối với các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để kịp thời chấn chỉnh khi phát hiện quy trình làm việc chưa đảm bảo tạo thuận lợi, chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp. Với cái khả năng tích hợp các cái thông tin, các cái số liệu của nhiều lĩnh vực và được thể hiện một cách trực quan, sinh động thì các cái đưa ra các cái cảnh báo, các cái dự báo sát với thực tế thông qua cái hệ thống IOC thì nhờ đó để có được cái nhìn tổng quan toàn diện mọi mặt hoạt động theo cái thời gian thực. Từ đó thì đưa ra các cái quyết định nó nhanh chóng, kịp thời, chính xác, tiết kiệm thời gian và công sức trong cái chỉ đạo công việc. Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 110 KHPH BCA UBND ngày 3 tháng 7 năm 2023, Trung tâm Điều hành Thông minh IOC đã hoàn thành công tác kiểm thử kết nối và đang tiến hành tích hợp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ 4 mô hình chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp trên IOC. Hiện tại, IOC cũng đang tiếp tục triển khai mở rộng các dịch vụ, đồng thời sẵn sàng lấy dữ liệu điều hành của một số bộ ngành cung cấp cho chính phủ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành theo biểu mẫu chung trên hệ thống chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh doanh đơn giản và phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được quy trình để thực hiện thủ tục cũng như yêu cầu, điều kiện để được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Phương Nam, chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm để tìm hiểu về thủ tục này. Xin cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình Hưng Yên chung tay cải cách hành chính nhà nước của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa anh, thủ tục đăng ký cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể được thực hiện ở đâu ạ? Thủ tục đăng ký cấp giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì được tiếp nhận ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân huyện và sẽ được thẩm định cấp phép trên Phòng Tài chính Kế hoạch huyện. Khi thực hiện thủ tục này, người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Giấy tờ đăng ký để cấp phép đối với những hộ kinh doanh mới thì rất là đơn giản. Đầu tiên có cái giấy đăng ký đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Cá nhân thì sẽ kê khai đầy đủ thông tin trên cái giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đấy và bản sao photo giấy tờ cá nhân của đối với chủ thể hộ kinh doanh. Trong trường hợp nếu mà hộ kinh doanh đăng ký theo hình thức là hộ gia đình thì là sẽ có biên bản họp gia đình ủy quyền cho một người đứng ra đại diện thành lập hộ kinh doanh và bản sao photo giấy tờ các thành viên trong gia đình. Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh là gì ạ? Điều kiện để cấp phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì đầu tiên là chủ thể đăng ký hộ kinh doanh là phải trên 18 tuổi, đủ tuổi để chịu trách nhiệm pháp luật, không bị pháp luật cấm đăng ký kinh doanh. Cái ngành nghề đăng ký kinh doanh thì cũng phải được pháp luật bảo hộ cho phép theo quy định của pháp luật. Điều nữa là đối với chủ thể đăng ký hộ kinh doanh thì trước đấy đã chưa từng đăng ký thành lập hộ kinh doanh hay là một doanh nghiệp tư nhân khác cũng như là các thành viên của công ty hợp danh khác. Đặt tên hộ kinh doanh cá thể thì cá nhân thì có thể đăng ký là tên của cá nhân, người thành lập, người đại diện. Và tên hộ kinh doanh thì không được trùng với cả những cái hộ kinh doanh khác trên địa bàn. Lệ phí và thời gian thực hiện ra sao? Thời gian theo quy định chung là 3 ngày làm việc. Còn tại Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm thì đã rút ngắn gọn xuống còn 1,5 ngày. Lệ phí đối với một lần cấp mới là 50.000 đồng, một lần cấp giấy chứng nhận. Đối với hình thức cấp đổi và cấp lại là 30.000 đồng một lần cấp. Còn đối với hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến thì là hiện tại là đang miễn phí. Ở Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm thì đang khuyến khích tất cả các công dân khi đến thực hiện thủ tục đều là sẽ hướng dẫn họ thực hiện trên cái hình thức là dịch vụ công trực tuyến. Đến nay là tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở Ủy ban huyện Văn Lâm là đạt khoảng trên 90%. Đối với những trường hợp mà công dân đến trực tiếp đây thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sẽ hướng dẫn công dân đăng ký những tài khoản trực tuyến và thực hiện nộp hồ sơ online cho những lần thực hiện thủ tục sau. Xin cảm ơn anh về những chia sẻ hữu ích vừa rồi ạ. Những thông tin về thủ tục đăng ký cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể đã khép lại chuyên mục Hưng Yên chung tay cải cách hành chính nhà nước ngày hôm nay.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.